Chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người combo hệ thống tản nhiệt của xe Kia Cerato 2019 1.6 số tự động. Đây chính là hệ thống của nó vẫn còn thiếu két làm mát động cơ này và két sưởi này. À, ngày hôm nay em đang giới thiệu tới anh em đó chính là dàn lạnh này, dàn nóng và két nước. Tất cả combo ba bộ sản phẩm này là được sản xuất bởi công ty Halon HCC tại Hàn Quốc nha anh em nhé. À, anh em mà quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.